Sáng nay ngày 26 tháng 11 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, Hội nghị kết nối cung cầu Đà Nẵng năm 2021 đã diễn ra. Với sự tham gia kết nối của gần 150 đơn vị là các doanh nghiệp sản xuất, đơn vị phân phối, bán lẻ, đơn vị cung cấp giải pháp thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành trên cả nước. Thích ứng với dịch COVID-19, hội nghị được Sở Công Thương Đà Nẵng tổ chức với cả hai hình thức, trực tiếp và trực tuyến. Đại diện Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, đơn vị phối hợp tổ chức hội nghị này khẳng định các hoạt động kết nối cung cầu đang đem lại hiệu quả tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất. Dịch bệnh khiến mọi thói quen, hành vi thương mại dần thay đổi. Do đó, hoạt động kết nối cung cầu cũng phải thay đổi. Ở đây không chỉ có nhà sản xuất và nhà phân phối, mà còn có cả nhà tư vấn giải pháp. Trong điều kiện dịch bệnh, thương mại điện tử đã hỗ trợ đắc lực trong việc vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa, vừa phòng chống dịch bệnh. Trong giai đoạn phục hồi kinh tế, việc kết hợp phương thức phân phối hiện đại, thương mại điện tử và phương thức phân phối truyền thống là giải pháp tất yếu căn cơ cho hoạt động kết nối cung cầu, đảm bảo lưu thông hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong cái bài toán kết nối thương mại không thể tách cái vai trò của đơn vị này được. Và hiện nay bằng chứng rõ ràng là cái mức độ tăng trưởng về thương mại điện tử rất cao, rất lớn. Đấy, trong thời gian và sắp tới tôi tin rằng sẽ bùng nổ. Do đó những đơn vị về giải pháp việc cung ứng giải pháp thương mại điện tử sẽ trở thành một nền tảng kết nối rất tốt trong cái tương lai sắp tới. Tại hội nghị này, Sở Công Thương kỳ vọng các đơn vị doanh nghiệp sản xuất, chế biến, nhà phân phối, nhà tư vấn thương mại điện tử chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất và đưa ra các giải pháp kết nối cung cầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong và sau dịch COVID-19. Đối với những cửa hàng tạp hóa mà những cái người lớn tuổi họ quản lý, họ bán hàng, họ rất là ngại trong cái việc sử dụng công nghệ. Thì bên đó có một đội hình kinh doanh phải nói là rất là chuyên nghiệp và cái việc hỗ trợ của các bạn rất là nhiệt tình. Đối với những cái đối tượng khách hàng đấy ấy, thì các bạn đến tận nơi hỗ trợ chi tiết, cập nhật từng mặt hàng, hướng dẫn từng tính năng một và có thể là làm mẫu cho khách hàng luôn. Với các bước triển khai mạnh mẽ và đồng bộ trên các kênh thương mại điện tử, kết hợp giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống, việc ứng dụng công nghệ đã phát huy tối đa được lợi thế của các bên, tăng tính hiệu quả và tối ưu hóa được các khâu trong lưu thông hàng hóa, kết nối cung cầu và với mục tiêu cao nhất là thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Mà bên công ty cũng đang cố gắng số hóa mà tham gia tất cả các sàn thương mại điện tử của Việt Nam để đưa tất cả các sản phẩm mình lên phổ biến cho người dùng. Và thứ hai nữa là sẽ thiết kế ra những cái trang web và những cái app để người tiêu dùng có thể đặt trực tiếp lên đó. Mình hướng đến thế hệ 9X. Rồi sau này nó sẽ dùng cái công nghệ số nhiều hơn. Tại hội nghị sáng nay, gần 150 đơn vị là các doanh nghiệp hợp tác, hộ kinh doanh sản xuất và kinh doanh hàng hóa thuộc các ngành hàng, nông sản, lương thực thực phẩm, thực phẩm chế biến, đồ uống, dược liệu tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành Quảng Nam, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương, Thừa Thiên Huế đã tham gia chia sẻ giải pháp, gửi sản phẩm tiêu biểu tham gia trưng bày tại hội nghị. Hội nghị kết nối cung cầu Đà Nẵng năm 2021 là hoạt động triển khai thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 và là một trong những hoạt động góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế xã hội thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.